Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thuốc Nam cho người Việt, Nam dược trị nam nhân được phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ 5 phút đến 20 giờ 50 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTC 16 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay sẽ có chủ đề dưỡng huyết an thai từ cây gai với sự đồng hành của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền phòng khám Đông Phương Y quán ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng. Xin kính chào quý thính giả. Chào bạn Quỳnh Anh. Dạ vâng, thưa quý vị, cây gai được chúng ta biết đến nhiều thông qua các món như là bánh gai, bánh ít rất là thơm ngon, được làm từ lá hay là công dụng làm nguyên liệu trong may mặc từ vỏ của loại cây này. Nhưng ít ai biết rằng là từ nhiều năm trước thì cây gai là một trong những phương thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền để có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều những bệnh khác nhau như là trị bệnh tiểu tiện đỏ, động thai, đau mỏi xương khớp và đại tiểu tiện ra máu và rất nhiều những bệnh khác nữa. Vậy cụ thể thì cây gai có những tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta và vì sao cây gai lại có công dụng trong việc hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh khác nhau như vậy? Và cùng với nhiều những câu hỏi khác liên quan đến loại cây này sẽ được giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiếu giải đáp trong chương trình hôm nay. Và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ Dương Trọng Hiếu, xin mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết về đặc điểm của cây gai qua clip chúng tôi đã chuẩn bị ngay sau đây. Cây gai còn có tên gọi là chữ ma căn, tầm ma, tầm gai. Cây lá gai là loại cây ưa ẩm, có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó được du nhập và trồng ở nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cây thường mọc hoang, có thể trồng bằng gốc hay dâm cành vào mùa xuân. Loại cây sống lâu năm, có thể cao tới từ 1,5 đến 2 mét. Lá lớn mọc so le, hình tin dài từ 7 đến 15 cm, rộng từ 4 đến 8 cm. Mét có răng cưa. Đáy lá hình tim hay hơi tròn, mặt dưới trắng vì có nhiều lông trắng, mặt trên có màu lục sẫm, giáp, có ba gân từ cuống phát ra. Lá và rễ cây này đều dùng làm thuốc. Lá bánh gai thu hái vào mùa hè, phơi khô tán bột để làm bánh. Thân cây có sợi dùng để dệt vải. Rễ có vị đắng, tính hàn, dùng để làm thuốc an thai. Đông y cho rằng cây gai có vị ngọt đắng, tính mát, đi vào hai kinh tâm, thận, thường dùng để trị các bệnh đường tiểu như bí tiểu, tiểu đục, tiểu ra máu, còn dùng để cầm máu và trị độc thay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Dương Trọng Hiếu, vậy vừa rồi thì chúng ta cũng đã có một vài những cái thông tin sơ bộ về loại cây gai này. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái thông tin chi tiết hơn về cây gai cũng như là công dụng của nó được không ạ? Trước hết là để quý vị đỡ nhầm, gọi là gai thì có ba loại cây. Cây thứ nhất, tức là chúng ta nói với nhau hôm nay, giới thiệu hôm nay là cây gai lá xanh. Còn cây gai sơn dầu, và có một cái cây gai nữa là sự thực nó lại là thuốc ho, là cái cây gai lão cơ. Cây tên của nó không phải là họ gai, tên dân gian thì gọi là gai, nhưng mà họ của nó không phải họ gai. Thế thì chúng ta chú ý để phân biệt là có cái gai mà cây gai dầu ấy, thì tác dụng của nó lại gần giống như là cây thuốc phiện, thì cần phải cảnh giác cái cây này. Thế hôm nay bạn hỏi tôi về cây gai thì tôi xin giới thiệu như thế này là ông cha ta đã biết dùng cây gai từ lâu đời rồi, tức là có thể là hàng nghìn năm đấy. Cho nên là cái củ gai ấy là được chú ý nhiều. Thế và còn thân và thân cây và vỏ cây ấy, thì xa xưa người ta đã biết dùng để dệt vải. Và bây giờ trong một số công trình khảo cổ thì đào lên trong cái xác ướp ấy, thấy có cái bộ quần áo bằng vỏ gai này đấy. Thế cho nên là chứng tỏ là các cụ biết dùng cái cây gai là trong rất nhiều việc, chứ không phải là chỉ dùng làm thuốc đâu. Thế và hiện nay tôi biết là thí dụ như một số tỉnh như là Thanh Hóa chẳng hạn, thì có cả một nhà máy và người ta trồng hàng nghìn hecta gai để lấy sợi và tạo thành những cái sợi đặc biệt, dệt ra những bộ quần áo rất đặc biệt. Thế là về lĩnh vực công nghiệp thì như thế. Thế còn có cái loại gai khác là người ta lấy hạt làm dầu,
có cái loại gai dầu. Thì cái dầu này là để làm sơn, pha sơn. Pha sơn thì nó có cái tác dụng tức là nó rất dính và nó bảo quản cái gỗ và thép, sắt thép được rất lâu. Thì đấy là cái loại gai mà để làm dầu, Dạ vâng ạ. chiết xuất ra dầu để phối hợp với lại các thành phần khác tạo ra cái sơn. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, theo chia sẻ của bác sĩ thì có rất là nhiều những loại gai khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách phân biệt giữa loại cây gai lá xanh và những cái loại cây gai khác được không ạ? Vâng. Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh là cây gai lá xanh ấy thì lá nó là hình tim, lá to mà nó có màu xanh cho nên là gọi là xanh. Thế nhưng mà bên dưới, mặt dưới của lá thì nó có cái phấn trắng và nó có một chút lông cho nên có thể gây ngứa đấy. Thế còn cái gai mà tôi nói là gai dầu ấy thì cái lá nó rất nhỏ và cái mép răng cưa nó rất sâu. Dạ vâng ạ. À, vậy thưa bác sĩ, vậy trong y học cổ truyền thì cây gai còn có thể sử dụng để làm thuốc và điều trị những cái bệnh như thế nào ạ? Vâng, cây gai thì chúng tôi rất thích nó ở cái chỗ tức là thường người ta dùng củ cho nên là người ta gọi là chữ ma căn, căn tức là cái phần gốc rễ của nó đấy. Thế tên trong thực vật thì cái thân rễ thì gọi là củ. Thế thì là tính nó lạnh và nó hoạt huyết. Thế thì đối với cái đặc điểm của cái củ gai mà ai cũng quý và có lẽ ông lương y nào, thầy thuốc nào làm đông y thì cũng biết là đây là một vị thuốc an thai để chứng tỏ rằng là nó có tác dụng thật sự chứ không phải rằng là tin đồn hoặc là quảng cáo. Có những cái bà mà chỉ học lớp 2 thôi, thế khi mà con của mình có chữa thế 3 tháng đầu thì là một số người thì bị nghén, nghén tức là cảm giác là nó mệt mỏi này, thế rồi dễ bị nôn này và rất sợ những cái mùi lạ như mùi hành này, sợ mỡ vân vân. Thế thì cứ ói như thế này, thế ăn không được. Thế ăn không được thì nó ảnh hưởng đến cái thai trong 3 tháng đầu. Thế thì bà mẹ biết là đi ra vườn đào cái củ gai về xong rồi rửa sạch đi, thái ra đun nước cho con thì thấy là con nó dậy dịu đi. Thế chứng tỏ là dân gian ta đã biết sử dụng cái gai này một cách thông thường. Thế nhưng mà đối với chúng tôi làm thì nó có bài có bản. Tức là ngoài cái chuyện là dùng củ gai thì chúng tôi phối hợp thêm một số cái vị khác. Thế tại sao mà lại củ gai nó có tác dụng thì tôi phải giải thích luôn cho chị Quỳnh Anh như thế này và quý thính giả. Một tức là tính của nó là hàn. Tính của củ gai là hàn. Thế thì khi phụ nữ bình thường ấy thì là nó là bình thường, tức là không quá nghiêng hàn, không quá nghiêng nhiệt. Nhưng mà khi mà phụ nữ có thai thì lại là đại nhiệt. Thế lúc đại nhiệt như thế thì phải dùng cái thuốc hàn để nó cân đối lại cái này. Thế người ngày xưa người ta không biết cái polyquilin, không biết cái estrogen nó thay đổi ở khi mà có thai cho nên là nó gây ra cái triệu chứng nghén. Các bác sĩ Tây y thì biết là đây là do polyquilin, đây là do estrogen gây ra cái nghén đấy. Thế thì không có thuốc gì hết cả và người ta khuyên là thôi thì cứ chịu đựng thôi và đừng có dùng thuốc lung tung ảnh hưởng đến cái thai. Nhưng mà y học cổ truyền thì người ta bảo không, đây là nhiệt đấy. Thai là nhiệt, thì nhiệt tôi dùng cái chất hàn để chống lại cái nhiệt đấy thì tự nhiên nó êm thôi chứ không, gai nó không có độc. Cho nên là người ta có thể phối hợp thêm với hoàng cầm, phối hợp thêm cái ngải diệp, phối hợp thêm với hương phụ, phối hợp với cái cành tía tô thì hoàn toàn các cái cô bé mà có thai đó hoàn toàn yên tâm, không có độc và chỉ trong 3 cho đến 5 ngày là cái nghén nó giảm đi rất nhiều và lại ăn được, ngủ được. Dạ vâng ạ. À, và với những nhiều công dụng của cây gai lá xanh như vậy thì chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả cũng như là bản thân Quỳnh Anh cũng có tò mò là liệu rằng thì cây gai có những cái tác dụng phụ nào không ạ? Và chúng ta cần phải lưu ý gì trong việc là tận dụng những cái bộ phận của cây gai để có thể điều trị bệnh thưa bác sĩ? Vâng, bạn hỏi tôi thì tôi trả lời trước, tức là các bộ phận của cây gai thì lá gai là chúng ta biết là dân ta biết tán ra bột, thế xong đó để là trộn với bột gạo rồi trộn với một thứ thứ để làm bánh gai thì là cái này nổi tiếng rồi, thế và ăn rất ngon và nó có khả năng tiêu. Thế nhưng mà cái hoa thì cũng có khả năng làm thuốc.
Thế nhưng mà cái thân cây và cái vỏ cây thì làm sợi. Thế ở đây thì tôi nhấn mạnh là cái củ gai ấy. Thế cái lá gai thì là ngoài cái chuyện làm bánh gai ra thì người ta thấy rằng là nó có một số thành phần flavonoid, nó có cái khả năng kháng khuẩn và nó tiêu sưng. Thì một số bà con cũng đã biết là dùng cái lá này để đắp vào cái hậu môn ấy. Đắp vào hậu môn thì trong những trường hợp mà nó bị trĩ nó sưng lên hoặc là hậu môn bị nhiễm trùng nó sưng lên thì người ta đắp vào đây nó cũng có cái khả năng là diệt khuẩn tiêu sưng. Thế nhưng mà cái củ gai ấy, thì tôi xin thưa là ngoài cái tác dụng an thai ra thì nó còn có cái tác dụng kháng khuẩn. Nhưng y học cổ truyền người ta không giải thích cái chữ kháng khuẩn bởi vì người ta không nói cái chữ khuẩn mà người ta nói cái chữ là nó thanh nhiệt tiêu độc. Thế thanh nhiệt tiêu độc thì tôi xin thưa là cái này nó làm đẹp da đấy bạn Quỳnh Anh ạ. Dạ. Đẹp da ở cái chỗ nào là một số người bị mụn trứng cá mà. Thế có trứng cá thì có cái loại trứng cá mụn đen, trứng cá mụn trắng và trứng cá nó có nhiều lỗ ngóc ngách rồi sần sùi cả mặt lên nom là nó ảnh hưởng đến mỹ quan. Dạ. Thế thì một trong những vị thuốc chúng tôi rất hay dùng tức là dùng cái củ gai này phối hợp với hoàng cầm thì cái việc mà mọc mụn ở trên mặt đấy nó giảm đi rất nhiều. Thế và phối hợp với lại một số cái thuốc bôi thì là nó cái da mặt nó được nhẵn nhụi. Thế như vậy tức là ngoài cái tác dụng an thai thì cái củ gai còn có cái tác dụng là thanh nhiệt tiêu độc mà nó giải quyết các cái mụn nhọt ở thí dụ như ở trên mặt chẳng hạn. Thế là mụn trứng cá đấy thì là cái này nó tác dụng như thế. Thì các cụ chỉ giải thích đơn giản tức là vì là nó hàn thế còn anh có mụn độc tức là có nhiệt. Thế thì cái hàn với cái nhiệt nó tác động lên nhau và để nó quân bình lại thì nó bớt cái nhiệt đi thì anh không mọc nữa thôi. Dạ vâng ạ. Vâng. À, như bác sĩ cũng đã có rất là nhấn mạnh là cây gai lá xanh thì có cái tác dụng rất là tốt trong việc là dưỡng huyết và an thai. Vậy thì tại sao lại như vậy? Và cái bộ phận nào của cây gai để giúp cho phụ nữ có thể dưỡng huyết và an thai? Và bác sĩ có thể chia sẻ thêm là cái cơ chế nào để từ những cái cây gai đấy có thể có tiết ra những cái dưỡng chất để giúp cho phụ nữ có thể dưỡng huyết và an thai thưa bác sĩ? Nếu mà giải thích cái dưỡng huyết an thai thì tôi không nhấn mạnh cái dưỡng huyết đâu mà tôi nhấn mạnh cái an thai. Cái an thai được ấy, thì người phụ nữ người ta sẽ ăn được bởi vì khi mà có chửa 3 tháng đầu ấy thì một số không phải là tất cả mọi người đều nghén đâu. Thế nhưng mà một số có triệu chứng nghén thì làm cho không ăn được. Mà không ăn được ấy, thì nó rất nguy hiểm tức là nó thiếu chất ở trong cơ thể. Thiếu chất tức là thiếu máu. Thế bây giờ làm thế nào cho người ta yên, cái thai nó yên, nó không có làm cho bà mẹ bị nôn ọe. Thế thì bà mẹ ăn được, thế thì chính cái ăn được ấy là cái dưỡng huyết đấy. Thế còn cái thứ hai chị hỏi tôi về cơ chế thì phải nói là trong cái củ gai nó có cái axit chlorogenic. Cái này nó có hai cái tác dụng. Một tức là cái tác dụng đối với này, cái adrenaline. Nó tăng cái tác dụng của adrenaline lên. Cái thứ hai tức là nó lại kích thích cái niêm mạc của tử cung nó phát triển để mà chúng ta biết là khi có thai thì nó tạo thành cái rau thai ở trong để nuôi cái bào thai. Nuôi cái bào thai thì tức là cái nhau thai ấy, thì cái niêm mạc tử cung chính là cái nó phát triển ra. Thì hệ thống mạch máu nó phát triển dày đặc ấy thì nó giúp cho cái chuyện là để cho cái thai được nuôi dưỡng đầy đủ. Chứ nhiều cháu mà ở trong cái thai này, này ta gọi là cái thai nhi này này nhiều lúc bị thiếu máu đấy. Thế thì cái tác dụng là nó tăng cái nhịp đập cái adrenaline lên thì nó làm cho cái tuần hoàn của tử cung nó tốt lên và cái niêm mạc tử cung nó tốt lên thì cái dưỡng thai nó tốt hơn chứ không phải là nó chỉ có tốt cho bà mẹ đâu mà đồng thời nó dưỡng cho cái thai này. Thế và chúng ta biết là khi mà nó cái thai nó tử cung nó phát triển tốt và nuôi nuôi dưỡng được thì nó hạn chế những cái co bóp vớ vẩn mà nó hạn chế co bóp vớ vẩn tức là nó hạn chế cái sảy thai thì đây là một cái tuyệt vời nó bảo vệ giống nòi là đối với cái củ gai. Còn tất nhiên là chúng tôi không dùng độc vị đâu mà chúng tôi hay phối hợp với lại một vài vị khác nữa để mà nó tăng tác dụng của củ gai lên. Thế còn bạn hỏi tôi là còn cái tác dụng khác ấy
Thì như trên chúng tôi đã trình bày là một số trường hợp mụn nhọt thì người ta cũng dùng củ gai như vậy. Dạ vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, và cũng có liên quan đến vấn đề là ăn thai thì cũng đã có khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình để được bác sĩ tư vấn. Khán giả Nguyễn Văn Thành với số điện thoại là 0987 và ba số cuối là 322 có gửi câu hỏi về chương trình như sau. Đó là vợ tôi có thai được 3 tháng và cơ thể xanh xao mệt mỏi. Nhiều người thì khuyên tôi dùng rễ cây gai đun nước cho vợ tôi uống để có thể an thai. Và xin hỏi là cách dùng cây gai để an thai như thế nào và liều lượng thì sẽ như ra sao? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Cảm ơn bạn Thành. Tôi xin nói là chỗ này nhá. Thường thường ấy là nếu nói cái nghén thường là chỉ 3 tháng đầu thôi đấy. Chứ còn 5 7 tháng sau thì ít khi người ta nói chữ nghén nữa đấy. Thế thì bạn hoàn toàn có quyền dùng củ gai. Thế còn bạn hỏi tôi cách dùng củ gai như thế nào thì cây gai thì là trong lúc mà đang bị nghén thì chúng ta đào lấy củ chứ chúng ta không thể chờ thời gian. Chứ còn thời gian mà để khai thác củ tốt nhất thì là phải chờ cái lúc cái lá nó vàng đi thì nó tập trung dưỡng chất cho củ thì là vào cái mùa thu là tốt. Nhưng mà bây giờ đang nghén thế này là bảo chờ mùa thu thì đâu đẻ chờ sáng răng nào được. Chị ạ, cho nên là đào luôn về cắt các cái rễ con của nó rửa sạch đi và bạn thái lát ra. Thế xong rồi thì đun thôi. Thế thì bạn có thể đun vào khoảng độ 3 40 gram, 50 gram, 60 gram cũng được, không sao tất cả, đun lấy một cốc cho vợ uống. Hoàn toàn yên tâm. Thế và nếu mà ở trong vườn còn có một chút lá ngải gọi là cây ngải cứu ấy, phối hợp vào cái rau thai này thì hoàn toàn yên tâm trong cái chuyện an thai. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những tư vấn của bác sĩ và cũng xin cảm ơn câu hỏi của khán giả và hy vọng rằng là với những hướng dẫn đi từ bác sĩ vừa rồi thì khán giả của chúng ta cũng có thể áp dụng ngay để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé. Vâng thưa quý vị, và cũng một câu hỏi tiếp theo về cây rễ của cây gai ạ. Khán giả cũng có hỏi là dùng rễ cây gai để an thai thì dùng trong thời gian bao lâu và một chu kỳ của thai phụ thì có thể dùng nước sắc từ rễ cây gai bao nhiêu lần ạ, thưa bác sĩ? Cái cây gai này chúng ta biết là để an thai nghĩa là thai đừng động và đừng có gây sẩy. Thế như vậy tức là những lúc thời kỳ nào là thời kỳ hay xảy ra cái chuyện là sẩy? Thứ nhất là 3 tháng đầu và thứ hai là 3 tháng cuối. Chứ còn 3 tháng giữa ấy, thì thường người ta thấy là nó tương đối là yên ổn. Thế cho nên là bạn có quyền dùng lúc nào mà nó có dấu hiệu đe dọa thì đều có quyền dùng, chứ tôi không nói là như vậy chỉ có dùng 3 tháng đầu hoặc là 3 tháng cuối đâu. Lúc nào có đe dọa, thí dụ như là tôi lâm nhâm đau bụng này, thế hoặc là nó hơi ra máu này, thí dụ thế, thế thì đấy là cái dọa sẩy đấy. Ở những người mà có thai nhé, mà lại lâm dâm đau bụng dưới và lại ở trong dân gian gọi là cửa mình đấy, thì nó chảy ra một chút máu, thế là cẩn thận đấy. Phải một nằm nghỉ, hai là đi khám luôn. Thế để chứ hạn chế vận động và hạn chế cái. Thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái nó xảy ra mà chúng ta có thể dùng ấy là dùng cái củ gai này. Thế thì bạn lại lấy cái củ gai này, thế cái ngải diệp sao đen nó lên. Sao đen cái ngải diệp nó lại cầm máu và cái củ gai này cộng với hoàng cầm này thì bạn cho uống như thế thì nó sẽ không ra máu nữa và bà mẹ được nằm nghỉ không ra máu nữa và cái tử cung nó không co bóp thì nó không ra máu và nó không đe dọa cái chuyện sảy. Thế còn bạn có thể dùng 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Khi nào mà nó có những cái triệu chứng đe dọa cái đấy, thì có quyền dùng. Thế còn thời gian dùng thì dùng cho đến khi mà hết cái đe dọa. Tức là bạn có thể dùng 3 ngày, có thể dùng 1 tuần hay là 10 ngày. Chứ không phải rằng là bây giờ cấm không được dùng kéo dài bởi vì bản thân cái này nó không có độc. Thế nhưng mà tất nhiên là khi mà nó ổn định rồi thì để cho người ta dùng cái khác chứ tội gì mà cứ kéo dài ra là bảo rằng là cái này tốt lắm, tôi dùng 3 ngày nó hết rồi thì bây giờ tôi lại cứ dùng cả tháng ấy thì nó cũng không nên. Vâng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những tư vấn rất là hữu ích đến từ bác sĩ. Vâng thưa quý vị, và từ xa xưa thì ở nhiều vùng cây gai thường được dùng để lấy sợi. Ngoài ra thì lá còn có thể trở thành nguyên liệu để làm bánh và cùng với rễ còn có thể được dùng làm thuốc nữa. Từ các kết quả nghiên cứu thì có thể thấy là trong thành phần của chúng chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như là protein, chất béo, vitamin K hay là chất xơ, carbohydrate. Và sau đây sẽ là những thành phần hóa học và công dụng của cây gai. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo y học hiện đại, trong lá gai có chứa axit chlorogenic, ít độc, có tác dụng kháng khuẩn, diệt khuẩn, tăng cường hoạt động của adrenaline, thông tiểu. Vì vậy, làm bánh bằng lá gai có thể giúp bánh giữ được lâu. Ngoài ra, chất này có tác dụng chống oxy hóa cao, từ đó ngăn ngừa tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Rễ gai chứa axit chlorogenic, axit caffeic, axit protocatechic, axit quinic, apigenin, riphaelin 0,7%. Ngoài ra, rễ của cây lá gai được tìm thấy có chứa hàm lượng lớn chất flavonoid rutin. Đây là một chất chống oxy hóa tế bào, ngăn chặn tác nhân gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, một nghiên cứu tìm ra trong 100g cây gai có chứa protein 85,3g, carbon hydrate 5,4g, chất béo 0,5g, chất xơ 3,1g, vitamin A, beta carotene 1,15mg, B1 0,2mg, pyridoxine 0,3mg, vitamin B5 0,39mg, acid folic 0,1mg, vitamin E 333mg, vitamin C 30 microgram, vitamin K 0,8mg, chlorine 0,5 microgram, biotin 498,6 microgram, kali 17,4mg, magie 481mg, canxi 334mg, sodium 57mg, phosphor 80mg, chlorine 71mg, mangan 1,64mg, sắt 150mg, đồng 779mg, selenium 76 microgram và kẽm 0,3mg. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta đã vừa theo dõi một clip về các thành phần hóa học có trong cây gai. Với những thành phần như vậy thì cây gai là một vị thuốc trong y học cổ truyền giúp điều trị và hỗ trợ điều trị một số các bệnh như là dưỡng huyết, an thai, tư âm và thanh nhiệt, trị phụ nữ mang thai bị đau bụng hoặc là da huyết dọa sẩy thai, giúp cầm máu do vết thương hở và ngăn ngừa rụng tóc, trị chứng tân tay tê mỏi, trị mụn nhọt, mưng mủ, gây viêm và đau nhức, trị chứng đại tiểu tiện ra máu và trị đái dắt do nhiệt. Vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với chương trình, chúng tôi cũng xin được giải đáp những câu hỏi mà khán giả cũng đã gửi về dành cho bác sĩ, cũng liên quan đến tác dụng của cây gai đối với phụ nữ mang thai ạ. Khán giả Nguyễn Thị Loan với số điện thoại là 0978 và 3 số cuối là 880 đến từ Hải Dương có câu hỏi cho chương trình như sau. Tôi mang thai được 9 tuần nhưng có hiện tượng là bị đau bụng và da huyết, và có người mách cho tôi bài thuốc dân gian là kết hợp từ củ của cây gai, lá tía tô và ngải cứu kết hợp với nhau để sắc nước uống. Và không biết là cách làm này có đúng hay không, và nếu đúng thì liều lượng sử dụng như thế nào và dùng trong bao lâu, và bác sĩ có những lời khuyên gì cho khán giả xin mời bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bạn Loan. Đúng là thai 9 tuần thì dễ bị nghén. Thế nhưng mà ở đây tôi xin nói rằng là người ta không dùng lá tía tô đâu. Người ta dùng cành tía tô, người ta gọi là tô ngạnh. Cành tía tô phối hợp với củ gai, phối hợp với ngải cứu là hoàn toàn tốt cho cái trường hợp của bạn và có cái dấu hiệu tức là nghén hoặc là dọa động thai thì hoàn toàn có quyền. Nhưng mà tôi đề nghị là thay cái lá bằng cành, bởi vì cành nó là thế này này. Khi mà có thai thì cái dấu hiệu nghén là hay có cái triệu chứng là nôn, buồn nôn và cứ ợ lên như thế này. Thế thì cái cành tía tô nó là cái hành khí giáng khí, tức là nó đưa cái khí đi xuống. Thế đưa khí đi xuống tức là nó chống lại cái nôn, chứ không người ta không dùng lá. Lá trong trường hợp giải cảm thì người ta dùng lá, nhưng mà trong trường hợp mà cần giáng khí thì người ta dùng cái hương phụ với lại cành tía tô. Dạ vâng, thưa bác sĩ, và nhiều người thì cũng đã có sử dụng rễ của cây gai để ngâm rượu uống trị bệnh phong thấp và gây đau nhức các khớp. Vậy thì theo bác sĩ thì điều này có đúng hay không, và cách làm và cách sử dụng như thế nào ạ? Vâng. Cái củ gai thì rất giá trị, nhưng chúng ta nên ưu tiên cho nó là giá trị an thai. Và giá trị thứ hai tức là thanh nhiệt tiêu độc trong cái trường hợp chữa các mụn nhọt. Thế còn cái giá trị mà để chữa bệnh về xương khớp, tôi thấy hoàn toàn bạn có quyền ngâm rượu, nhưng mà để tác dụng chữa về xương khớp thì nó không cao bằng các cái vị thuốc khác. Thí dụ như các vị thuốc khác, thí dụ như là hy thiêm này, thiên liên kiện, hoặc là các cái vị khác, thổ phục linh, gây khúc khắc ấy, thì cái tác dụng chữa khớp nó cao hơn nhiều so với cái củ gai. Cho nên là có quyền dùng ngâm rượu để mà
uống sau đó rồi nó kích thích tiêu hóa rồi nó giảm đau cho bạn, nhưng mà nó không cao bằng các vị thuốc khác. Dạ vâng ạ. À, và vừa rồi thì chúng ta cũng đã bàn luận về những cái tác dụng của rễ cây gai rồi. Vậy thì còn đối với lá của cây gai thì nó sẽ có những cái tác dụng gì trong việc hỗ trợ điều trị bệnh thưa bác sĩ? Lá cây gai thì tôi thấy là một, tức là nó cũng có cái giá trị thanh nhiệt, bởi vì trong cái lá cây gai nó chứa flavonoid, cái này nó có cái tác dụng là antioxidant, tức là chống lại cái oxy hóa tế bào, chống lại các cái gốc tự do, không hình thành các gốc tự do, mà có một cái lợi, tức là tôi xin nói với chị Quỳnh Anh và quý thính giả như thế này. Cái gốc tự do thì là thường xuyên nó sinh ra ở trong cơ thể. Thế nhưng mà chúng tôi sợ nhất nó sinh ra ở đâu? Sinh ra ở trong nội mạch, tức là ở lòng các cái mạch máu này. Nó phá hủy cái nội mạch này thì nó gây ra rất nhiều các cái tai hại. Thí dụ như là nó phá hủy cái nội mạch, cái tế bào ở lót ở trong cái lòng mạch máu, mà các lòng mạch máu nhỏ ấy, thì nó vận mạch máu là để vận chuyển các cái máu, các tế bào máu, các thành phần trong máu đến các tế bào để nó dinh dưỡng. Bây giờ nó phá hủy như thế thì cái lòng mạch máu nó rất dễ sinh ra cục máu đông. Mà cục máu đông này nó chẹn lại cái chỗ đó thì nó gây tắc cái chỗ tiếp theo, không đi được. Cái máu đây không xuyên được từ đây sang đây để nuôi dưỡng cái khu vực này. Thế thì tôi sợ nhất cái này. Đây gọi là cái phá hủy các cái tế bào nội mạc. Phá hủy tế bào nội mạc thông qua cái chuyện là tạo gốc tự do. Thế thì một trong những cái ưu điểm của cái lá lá gai này, nó có khả năng, đây là tôi nói khả năng thôi nhé, chúng ta cần phải đầu tư nghiên cứu thêm thì mới kết luận chính xác được, nhưng nó có khả năng là bảo vệ, không để cái gốc tự do bị phá hủy, và bảo vệ cái quá trình là không để cho cái oxy hóa tế bào, tức là hạn chế cái tổn thương của niêm mạc, của lòng mạch. Thì tôi cho là đấy là một cái rất là tốt. Dạ vâng, và cũng nói về lá của cây gai thì chúng ta đều biết là lá cây gai thì có thể làm bánh gai hay là bánh ít rất là thơm ngon đúng không ạ? Và ngoài cái tác dụng là chúng ta có thể thưởng thức một loại bánh rất là thơm ngon cổ truyền thì rất là nhiều người cũng có chia sẻ rằng là lá của cây gai khi mà làm bánh gai thì nó còn có tác dụng là thanh nhiệt cho cơ thể nữa. Vậy thì không biết là điều này có đúng không ạ thưa bác sĩ? Cái lá cây gai tôi nói là nó có cái thành phần flavonoid và nó chống lại cái gốc tự do, chống lại sinh gốc tự do đấy. Thế thì đấy là cái ưu điểm làm bánh gai ấy. Sự thực ra là nó gồm có nhiều cái thành phần, một là bột bánh gai này, bột nếp này, cái mứt dừa này, cái mứt bí này. Thế rồi thì là ở đây thì các cụ nhấn mạnh, tôi thấy là dùng cái mật để trộn vào cái bột của gạo và bột của cái lá gai, nhưng mà ở đây các cụ lại nói một cái chuyện là khi mà gói lại thành bánh ấy, thì ở ngoài phải là lá chuối tây tươi. Lá chuối tây tươi, thế tại sao không dùng lá chuối, chuối thì chúng ta biết là có chuối tây và chuối ta, phải không ạ? Thì đây các cụ nhấn mạnh là phải dùng cái lá chuối tây tươi. Thế còn bên ngoài thì mới dùng cái lá chuối khô và hấp lên trong 1 tiếng như thế thì nó mới ngon được. Tôi chưa thể hiểu được là tại sao, nhưng mà kinh nghiệm dân gian người ta thấy là làm như thế thì tăng tác dụng của cái giá trị của cái bánh gai lên. Thế rõ ràng là cái lá gai mà trộn vào cái bột đây để làm thành bánh ấy, là vừa có tác dụng kháng khuẩn, vừa có tác dụng chống oxy hóa, thì rõ ràng là nó cũng tốt cho cơ thể, tốt cho người. Thế nhưng mà vì là các cụ có trộn nhiều cái đường, trộn nhiều mật ở trong này, cho nên là những người bị tiểu đường ấy thì cũng không nên ăn, hoặc là ăn ít thôi. Thế còn những người mà đã béo quá rồi cũng không nên ăn đồ ngọt nhiều. Thì trong bánh gai này phần lớn là để bảo quản, cho nên là các cụ cũng cho nó tương đối ngọt. Thế cho ngọt quá thì cái đường này nó không lợi cho những người béo quá. Thế còn chúng ta có quyền là thưởng thức, nếm, ăn ít một thôi. Một cái bánh gai tôi có thể chia làm bốn, tôi một phần, chị một phần, các vị khác. Thế thì rất vui và rất ngon, mà lại là càng tăng thêm cái tình thân ái lên, thì có lẽ là bệnh tật nó cũng giảm đi.
Vâng ạ, xin cảm ơn những câu chuyện rất là thú vị của bác sĩ về bánh gai ạ. Vâng thưa quý vị, bánh gai là một loại bánh truyền thống dân dã của Việt Nam, và nếu đang ở hoặc là đã ghé thăm Việt Nam thì chắc chắn là bạn đã đôi lần nhâm nhi chiếc bánh gai cùng với một tách trà đậm vị đúng không ạ? Bánh gai thì nổi tiếng là không chỉ với hương vị truyền thống mà còn là một món ăn rất giàu dinh dưỡng nữa. Nhân việc là bàn luận về công dụng của cây gai đối với sức khỏe thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công dụng, công thức để làm món bánh gai, và mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Làm bánh gai nhân đậu xanh. Nguyên liệu: 500g bột nếp, 200g đường, 350g đậu xanh không vỏ, 50g dừa sợi, 20g hạt mè, tức hạt vừng, 50g lá gai khô, 1 muỗng tinh dầu bưởi, lá chuối khô, dầu ăn. Bước 1: Làm bột bánh gai. Cho 50g lá gai khô đã chuẩn bị vào nồi để luộc lấy nước. Sau khoảng từ 10 đến 15 phút, cho vào cối xay nhuyễn. Cho 500g bột nếp, 3 muỗng đường hoặc cho theo sở thích lá gai đã rã nhuyễn và khoảng 950g nước nấu lá gai vào thau để trộn. Bước 2. Làm nhân bánh gai. Hấp 350g đậu xanh không vỏ khoảng 20 phút, sau đó rã nhuyễn. Tiếp theo, cho 150g đường, sợi dừa tùy ý, 350g đậu xanh đã rã và 1 muỗng tinh dầu bưởi vào trộn đều. Bước 3. Gói và hấp bánh. Lấy một lớp bột mỏng, cho nhân vào giữa và gói lại bằng lá chuối khô. Thêm một chút vừng lên bột bánh để khi ăn bánh thơm và ngon hơn. Sau đó đem bánh đi hấp khoảng từ 30 đến 40 phút. Dạ vâng thưa bác sĩ Dương Trọng Hiếu ạ, khi mà có tìm hiểu về cây gai ấy, thì tôi cũng đã có lướt trên mạng xã hội và có những cái thông tin là trang thông tin chia về sức khỏe đưa ra là bài thuốc trị vết thương bằng lá gai như sau ạ. Đó là dùng lá gai tươi này, rửa sạch và để ráo dược liệu, sau đó thì giã nát lá gai và đắp vào vết thương khô, sạch và cố định lại để trị vết thương. Vậy thì điều này có đúng không ạ? Và cụ thể là chúng ta nên làm như thế nào thì để có thể điều trị vết thương một cách hiệu quả nhất ạ? Tôi thấy hoàn toàn bạn có quyền dùng lá gai, bởi vì trong cái lá gai nó có flavonoid, nó có cái khả năng kháng khuẩn. Thế nhưng mà một tức là chúng ta nên chọn những cái vết thương nó nhẹ thôi. Chứ còn nếu mà vết thương nó nặng, nó nhiều cái loại tổn thương phức tạp thì không đơn thuần dùng lá gai được đâu. Mà chúng ta nên phối hợp thêm một vài vị thuốc khác nữa, phối hợp cùng với lá gai thì sẽ tăng tác dụng và bảo đảm cái an toàn cho người bệnh. Thế còn những cái vết thương nhỏ, vết thương thông thường thì cách làm của bạn như thế là hoàn toàn đúng. Tức là lấy lá gai về rửa sạch đi, có thể là cho một ít muối giã ra, xong rồi đắp lên vết thương và băng lại thì hoàn toàn đúng thôi, tốt. Dạ vâng. Và chúng ta thì cũng đã bàn luận về công dụng của rễ cây gai này, lá của cây gai. Còn bây giờ thì đối với hoa hay là bộ phận thân của cây gai thì nó sẽ có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh gì không ạ, thưa bác sĩ? Người ta khai thác cái thân và cái vỏ cây gai là làm sợi là chính, bởi vì cái cellulo, cái bột của nó tạo cái cellulo là rất tốt, cái sợi nó dai và bền. Bền như trên chúng tôi đã giới thiệu, tức là khai thác các cái mộ cổ ấy, thấy các cái bộ quần áo mà từ không biết mấy trăm năm nó vẫn tồn tại, chứng tỏ là cái sợi gai nó rất bền. Thế còn dân ta biết dùng cái sợi gai này để làm lưới đánh cá, ngày xưa là đánh cá mà, thì người ta dùng cái lưới này để mà quăng lưới bắt cái con cá này, đấy cũng là một cái tốt. Chứ còn giá trị mà dùng làm thuốc thì người ta ít dùng cái thân cây, ít dùng thân cây. Cái hoa của nó thì cũng có một số địa phương mang tính chất là địa phương, mang tính chất là kinh nghiệm dân gian thôi, thì người ta cũng dùng trong các cái trường hợp để tiêu độc. Tiêu độc tức là có mụn nhọt thế này thì người ta cũng dùng cái hoa của cây gai, nhưng mà hoa cây gai nó ít, cho nên là người ta dùng các cái cây khác để mà tiêu độc thì nó tác dụng mạnh hơn cái hoa của cây gai. Tôi lấy thí dụ như là chúng ta dùng hoa kim ngân chẳng hạn thì rõ ràng là nó tiêu độc mạnh hơn, hoặc là dùng cái lá cây gọi là cây đơn tướng quân chẳng hạn thì cái tiêu độc nó mạnh hơn là cái hoa này.
Dạ vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ và thưa quý vị khán giả, là với những cái công dụng của cây gai thì đã có rất là nhiều người đã tự ý sử dụng những cái bộ phận của cây gai để tự làm những cái liều thuốc nhất định mà không có một cái liều lượng cụ thể nào cả. Và điều này thì có dẫn đến những cái hệ lụy gì, và bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cho quý vị khán giả để chúng ta có thể sử dụng những cái bộ phận cây gai trong điều trị chữa bệnh một cách là hiệu quả và đúng cách được không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, là cái gì cũng cần có liều lượng, ngay cả ăn cũng thế. Cụ Hải Thượng Lãn Ông là đại danh y của Việt Nam có khuyên như thế này: bớt ăn mấy miếng nhịn thèm hơn đau, tức là ăn quá thì là nhiều khi nó sinh ra bệnh tật đấy. Thế thì khi mà dùng làm thuốc, bao giờ chúng tôi cũng chú ý cái liều lượng. Mà liều lượng ngày xưa các cụ cân thì cân bằng cái cân tiểu ly, tức là 1 đồng cân, 2 đồng cân, 3 đồng cân, 4 đồng cân là cùng thôi, chứ không bao giờ dùng quá tất cả. Thì 1 đồng cân tức là nó tương đương với 3,8 gram, thế 2 đồng cân là 8 gram, thí dụ thế. Thế thì 8 gram, 12 gram là thường thường người ta dùng cái liều lượng như vậy, chứ không bao giờ dùng quá tất cả. Thế bây giờ ở đây tại sao như thế thì tôi xin giải thích dưới cái góc nhìn của y học cổ truyền là thế này. Cái gai, củ gai là tính của nó là hàn. Thế bây giờ máu của tôi là máu hàn, tức là hơi một tí thì ăn lạnh một tí, ăn ốc một tí là có thể là bị đi đi diarrhea, đi tiêu chảy. Thế thì đã hàn như thế, bây giờ chúng ta lại dùng củ gai nó hàn vào, thế thì rất dễ bị phản ứng và nó gây ra một cái tiêu chảy bất lợi. Cho nên rõ ràng là một là khi dùng thì ta phải có cái chẩn đoán là đây là bệnh gì. Cái này là y học cổ truyền người ta rất chú ý là đây là hàn hay nhiệt, để dùng thuốc nhiệt hay hàn để chữa lại. Đấy, thí dụ như là người có thai thì là nhiệt, nhiệt thì tôi dùng cái củ gai này nó hàn thì nó tương tác lại, thế là nó điều chỉnh lại cái nhiệt kia và nó gây ra an thai. Chứ các cụ cũng không biết có cái chất gì đâu để tác động vào cái polyquinin ra làm sao, tác dụng vào cái estrogen ra làm sao, không không giải thích được thế. Mà chỉ giải thích là đây là cái cân bằng âm dương. Mà âm dương được cân bằng thì hết bệnh tật. Thế cho nên là khi mà quá liều nó cũng không có lợi, và mà khi mà không đúng bệnh nó cũng không có lợi, bởi tính của củ gai này nó là hàn. Dạ vâng ạ. Với những chia sẻ của bác sĩ thì cũng đã có rất là nhiều những khán giả cũng có một cái câu hỏi, đó là để mà sử dụng những cây gai trong điều trị bệnh thì chúng ta nên thu hoạch cây gai vào thời điểm nào và cây gai ở độ tuổi nào là tốt nhất ạ? Và cùng với đó thì khi mà chúng ta điều trị làm thuốc thì nên dùng cây gai ở khô hay là tươi thì sẽ tốt hơn ạ, thưa bác sĩ? Vâng. Xin thưa rằng là thu hoạch ấy, thu hoạch lá thì chúng ta biết rằng là cái lá nó mùa xuân mùa hạ là lá nó đang mọc sung sức nhất, thu hoạch lá thì là như vậy, tức là tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì là cái mùa đấy nó mưa nhiều và lá nó rất là tốt thì thu hoạch đấy. Thế nhưng mà cái mùa nó tốt xong rồi đó, đến tháng 11, 12 tôi không có lá làm nào. Thế là đành phải thu về xong chúng ta phơi sấy và bảo quản để có cái lá khô, hoặc là những người vùng mà cần làm bánh ấy, thì người ta tán bột ra xong rồi cất cái bột đấy đi. Thế còn các cái phần khác, thí dụ như là củ thì chúng ta biết là cái thời gian mà mùa thu thì là cái lá nó mới vàng, nó rụng đi và các cái chất nó dồn xuống củ. Ta cứ nói nôm na là các cái hoạt chất nó dồn xuống củ. Thế thì cái lúc mà thu hoạch ấy là lúc lá nó vàng. Cái mùa thu thí dụ như chúng ta đào củ sắn cũng vậy. Chúng ta thường là tháng 8, tháng 9, tháng 10 thế đào về. Thế đào về như thế này, nếu mà chúng ta mà cứ để luôn như thế thì nó có thể nó hỏng mất. Thế thì chúng ta rửa sạch đi, chúng ta có thể thái và chúng ta sấy, rồi chúng ta đóng vào cái túi, mà bây giờ có cái phương pháp gọi là hút chân không và cái tiệt khuẩn ấy, thì chúng ta bảo quản được rất lâu. Dạ vâng. Vâng. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cách bảo quản các bộ phận của cây gai để làm thuốc một cách tốt nhất được không ạ? Cái bảo quản thì tôi xin nói rằng là đấy, sau khi mà chế biến như thế ta gọi là bào chế. Thí dụ như là cái lá của gai thì phơi khô xong rồi thì là cho vào túi ni lông thôi. Tất nhiên là phải rửa sạch rồi nhá. Xong rồi phơi khô và cho vào túi. Túi thì nếu mà bây giờ có phương tiện hút chân không là rất tốt. Thế để ở các cái nơi râm mát, chứ đừng để chỗ nó nóng quá và đừng để chỗ nó ẩm thấp quá thì nó dễ bị mốc mọt. Thế củ gai cũng vậy, tức là chúng ta có quyền thái ra, rửa sạch thái ra xong rồi thì là chúng ta sấy nhẹ và cất nó đi
bảo quản đơn giản thôi chứ không phải là khó khăn gì lắm đâu. Thế và bây giờ có rất nhiều phương tiện để người ta gọi là tiệt trùng. Đấy, các cái hoa quả, các cái nước văn minh người ta tiệt trùng bằng ấy, chứ người ta không dùng các cái chất hóa học để mà tiệt khuẩn đâu, mà người ta dùng cái phương pháp sinh học để người ta tiệt khuẩn, xong nó đóng túi kín và được bảo quản. Thế thì bảo quản, khi mà chị có mua một cái túi củ gai về rồi thì chị nên để ở nơi thoáng mát, đừng có để ẩm nó mốc, đừng để nơi nóng quá nó cũng phá hủy. Thế thôi, nó cũng đơn giản chứ không quá cầu kỳ đâu ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ ạ. Vâng thưa quý vị, Thiền sư Tuệ Tĩnh là một thầy thuốc giỏi và qua kinh nghiệm bản thân và sưu tầm nghiên cứu, ông đã tổng hợp và biên soạn y dược học cổ truyền trong những tác phẩm lớn là Nam Dược Thần Hiệu và Hồng Nghĩa Giác Tư Thư Y Thư. Và trong suốt cuộc đời hành nghề y, ông đã tổng kết được nhiều những phương pháp chữa bệnh của người Việt, xây dựng được nên lý thuyết của nền y học dân tộc cổ truyền Việt Nam trong tác phẩm đồ sộ Nam Dược Thần Hiệu mà hơn 600 năm qua, tác phẩm ấy vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nền y học dân tộc của Việt Nam. Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Ông sinh năm 1330, dưới triều Trần, tại làng xưa, nay thuộc thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi và được gửi vào chùa giám để ăn học. Với bản tính thông minh xuất chúng, lại được sự dạy dỗ của các nhà sư, ông nhanh chóng tinh thông Phật Pháp, y lý, văn chương. Năm Tân Mão 1351, thời vua Trần Dụ Tông, ở tuổi 22, ông thi đỗ Thái học sinh. 5 năm sau, ở tuổi 27, ông đỗ Hoàng giáp tiến sĩ, nhưng không ra làm quan, mà lui lại chùa tu hành và trồng dược liệu, làm thuốc để cứu chữa cho muôn dân. Cụ mượn vườn chùa là nơi làm thuốc. Cụ lấy ngành y để cứu nhân độ thế cho muôn dân, và cụ lấy đạo Phật để tu nhân tích tích. Có thể nói là chỉ có con người có tiết tháo cao thượng trong thời kỳ phong kiến mới dám dũng cảm làm cái việc đó. Thông thường người ta học là người ta làm quan, nhưng Tuệ Tĩnh đã để lại cho người đời sau một cái tinh thần, một cái tiết tháo cao thượng hiếm có trên đất nước chúng ta. Biến sân chùa thành vườn thuốc, biến nhà chùa thành y xá. Sử sách lưu rằng Tuệ Tĩnh đã phát tâm cùng nhân dân trong vùng xây dựng 24 ngôi chùa và hình thành ở mỗi một ngôi chùa một vườn thuốc nam, thực hiện phương châm nam dược trị nam nhân, tức là dùng cây cỏ nước Nam để chữa bệnh cho người nước Nam. Chân lý của cụ đã vượt tầm thời đại, vượt tầm không gian, và thời gian đó là nam dược trị nam nhân. Và bây giờ chúng ta vẫn kế thừa, Đảng và Chính phủ chúng ta vẫn kế thừa cái tư tưởng đó. Tài năng, y đức của Tuệ Tĩnh vang danh bốn cõi. Vì thế, ở tuổi 55, ông được vua Minh yêu cầu sang Trung Quốc chữa bệnh cho vợ vua và giữ lại làm việc ở Viện Thái Y. Sau đó, ông mất tại đây. Bia mộ của ông ghi dòng chữ: "Ai về nước Nam, cho tôi xin về với." Cảm kích trước tài năng, y đức của Tuệ Tĩnh, 6 vị vua triều Nguyễn đã cấp sắc phong cho ông. Đặc biệt, năm 1924, thời vua Khải Định, và năm 1940, thời vua Bảo Đại, ông được phong là Thánh Thuốc Nam. 7 thế kỷ đã trôi qua, Tuệ Tĩnh không chỉ để lại cho hậu thế những di sản vô giá về y học mà còn cả Phật học. Y đức sáng ngời, lòng yêu nước thiết tha, cùng tư tưởng nam dược trị nam nhân của ông, mãi mãi là kim chỉ nam cho nền y học nước nhà. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thuốc Nam cho người Việt của chúng ta ngày hôm nay, và hy vọng rằng chương trình đã giúp cho quý vị và bà con hiểu đúng về công dụng hỗ trợ và điều trị bệnh của cây gai. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiếu đã tham gia và đồng hành cùng với quý vị bà con trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.